Em chào các bác nhé, em đến từ shop Đồng Đông Sơn. Hôm nay em sẽ quay cho bác một cái video là giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm được gọi là đây là cái tượng Di Lặc thép 4 số 9 nha các bác, được dắp vàng đó, các bác thấy không? Tượng Di Lặc này bên em là lồng kính đó, lồng kính để bảo vệ không cho khói bụi vào nha các bác. Thì cái tượng này được làm bằng đồng đỏ đây, rất là bóng, rất là đẹp, được làm bằng đồng đỏ và được dắp vàng ở bên ngoài nha các bác. Ý nghĩa của cái tượng này nha các bác là mang lại sự giàu sang và sức khỏe và tiền tài lại cho gia chủ nha các bác. Đây là tượng Di Lặc, đồng tiền dưới này. Đây để em sẽ lấy xuống cho các bác xem cái cận cảnh của cái tượng này nhá. Đây các bác, đây đầu tiên là cái đồng tiền đó, được làm bằng đồng đỏ này. Đồng tiền này cũng khá nặng hơn cả tiền xu luôn đấy, nặng kinh khủng. Cái trọng lượng của cái tượng Di Lặc này em còn không bưng nổi luôn, mà nó rất là nặng luôn. Thì em chưa biết cái số ký thật của cái tượng này, bữa nào em sẽ cân cho các bác xem về cái ký của số cái tượng này nha. Em bưng lên không bưng nổi, rất là nặng đó. Được bề mặt này là được dắp vàng như vậy, được dắp vàng đục đỏ đó. Tượng Di Lặc rất đẹp luôn các bác. Đó, sản phẩm này thì các bác nào mà muốn biết thêm về sản phẩm hay là muốn mua sản phẩm này thì cứ liên hệ qua cho em, thì qua số điện thoại là 0963378563, Zalo của em cũng là 0963378563. Thì tượng này là giúp cho gia chủ có được nhiều tiền tài và tài lộc, sức khỏe, sự giàu sang nha các bác. Ý nghĩa của cái tượng Di Lặc là vậy. Đây các đường vân, đây các đường vân được điêu khắc bằng tay nha các bác, hết nha các bác, điêu khắc bằng tay hết nhá, được làm bằng đồng đó, điêu khắc bằng tay, chi tiết đều rất là sắc nét. Ở bên ngoài nó sẽ vàng hơn ở trong video luôn nha các bác đó. Được cái này được điêu khắc bằng tay chứ không phải là bằng máy đâu các bác. Đây là thỏi vàng đấy, các bác thấy đục đỏ để trên đây đó. Rất đẹp luôn các bác nhỉ. Thì các bác nào mà muốn mua thì cứ liên hệ qua cho em qua số điện thoại đó. Đây này, 0963 này, 378 này, 563. Zalo của em cũng là 0963378563 luôn. Thì các bác nào mà muốn mua hay là muốn xem thêm về các sản phẩm khác thì cứ liên hệ cho em nhé. Đây, em để lên này. Đó. Phải để dưới chân này này. Em chào các bác nhé.